Mỗi các ngày trong tuần là thứ bảy chủ nhật. Sáng em không ở Tân Bình đúng không? Dạ, anh ở ở Nhơn Trạch ạ. Ở Nhơn Trạch là anh đi từ hướng quận 2 sang đúng. Lên thành phố quận 2 qua Phà Cát Lái á. Qua Phà Cát Lái là tới Nhơn Trạch à. Anh có bạn bè gì ở trên thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Có ạ. Còn em làm việc ở đâu? Ở Tân Bình làm việc. Em làm việc ở Tân Bình luôn ạ. Ở Tân Bình luôn. Dạ, anh có hay lên Sài Gòn chơi không ạ? Cũng thỉnh thoảng, em thỉnh thoảng cuối tuần có đi. Em hay đi du lịch được không? Em ít đi du lịch lắm. Em đi hả? Chứ thường em thích làm gì? Em cũng không có sở thích gì đặc biệt. Thực ra em chỉ hay đi ăn uống hay là cà phê với bạn bè thôi. À. Có chơi thể thao gì không? Em có tập yoga thôi. Bình thường thời gian rảnh rỗi thì anh làm cái gì? Rảnh nếu sắp xếp được anh đi du lịch. À, anh thích đi khám phá hay là anh thích đi kiểu nghỉ dưỡng ạ? Anh đi kiểu đi tour nhiều. Thường thì trong nước hay là ngoài nước hay là... Nước ngoài anh mới đi có xin với Mã Lai. Thế em chưa đi nước ngoài bao giờ? Thường thì anh có phải là người chủ động không ạ? Cũng có nhưng mà ít. Ăn chưa? Trời ơi, ăn đi. Ôi, nói chuyện không ăn miếng nào. Tao đồ ngon muốn chết luôn. Vậy mà tôi ra tao ăn đó hết dĩa rồi đó. Ăn đi. Ngon không cưng? Dạ ngon ạ. Mày thấy anh còn nhút nhát không? À... Nãy giờ có thêm được cảm xúc gì không? Hả? Dạ rồi. Cũng để từ từ tìm hiểu thêm. Từ từ tìm hiểu thêm. Thời gian ở đây nó ngắn gọn lắm. Bởi vì chị nói em rồi là phải đánh nhanh rút gọn. Thời gian không có nhiều. Bây giờ trước tiên đồ ăn ngon nè. Dạ ngon gì? Dạ ngon. Ê, nãy giờ có hỏi được gì chưa? Dạ có hỏi gì anh chị em gia đình. Anh chị em gia đình. Báo cho em biết là hôm nay đi có anh trai của cổ ngồi ở ngoài á. Bây giờ chị mời vô đây nha, gặp em nha, được không? Rồi mời anh trai vô trong à, anh trai của bạn gái. Rồi, hello em. Nè, anh ruột hay sao cưng? Dạ, anh ruột. Anh ruột. Anh thứ mấy? À, anh thứ hai. Anh thứ hai là anh lớn nhất á hả? Dạ đúng ạ. À, anh thứ hai. Tại nhiều khi có nhiều ngoài miền Bắc là ta kêu là anh cả. Còn mình là anh hai. Em là thứ mấy? Em là thứ ba. À, là kế đó. Rồi còn hai người em nữa. À không. À, còn chị gái đầu. Đây là anh. Mới hỏi thứ hai là anh lớn nhất hả? Ừ nữa. Thì con trai là anh lớn nhất nhà. Em còn chị gái nữa. À, rồi sau là còn một em trai, em gái. Em trai nữa. Nãy giờ em ngồi nghe câu chuyện của hai bạn trẻ này không? Dạ em cũng nghe. Bây giờ em có ý kiến gì không nè? Có ý kiến gì chia sẻ với em gái mình hay là với bạn trai này không? Đầu tiên thì em xin chia sẻ với mọi người về em gái với anh. Thì dùng hai từ để nói. Một là về tính cách thì khá rụt rè. Còn về gia đình là một người em biết quan tâm và có hiểu với cha mẹ. Còn công việc thì khá là giỏi trong việc quản lý. Rồi, mời em gái vào đây nha. Rồi, bên trái, ngồi xuống luôn. Ok. Ngồi xuống đi em. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Bây giờ bạn trai giới thiệu trước đi nè. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường. Ừ. Chào bạn kia. Em tên là Nguyễn Thanh Xuân, năm nay 32 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì hiện Xuân? Hiện tại em đang làm quản lý phòng tập thể dục thể hình. Quản lý phòng tập rồi quản lý rồi có tập không? Dạ có. Không có chuột cái gì không? Sao không thấy con chuột đâu hết trơn vậy? Rồi, chị đùa thôi. Bây giờ chị bên đây không? Em tên Phan Thị Hòa. Phan Thị Hòa. Năm nay 29 tuổi. Ừ. Em đang làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực may mặc ạ. May mặc. Làm ở đâu em? Em làm ở Tân Bình. Tân Bình. Quê mình ở đâu nè? Quê em ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh. Dạ. Vào trong này lâu chưa? Em vào gần 6 năm rồi ạ. Vào 6 năm rồi. Dạ. Bây giờ đang ở Tân Bình. Thế em ở với ai ở đó? Em ở cùng với bạn ạ. À, mình thuê trọ mình ở. Dạ. Rồi. Thế còn em thì ở dưới Đồng Nai. Dạ. Nằm ngay cái đoạn nào? Cách đây bao nhiêu, cách thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu cây số? Dạ cỡ 30 cây chị. 30 cây. Đây là sáng điệp đi mất 1 tiếng đồng hồ thôi ha. Dạ đúng rồi. Có thường hay lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không? Dạ cũng hay chị, cuối tuần thường rảnh em đi. Cuối tuần rảnh là đi. Ủa hôm nay làm như đi gặp bạn gái mặt không vui hay sao hả? Tâm trạng không vui hay sao mặt buồn? Ờ đó. Cười gì đẹp trai gì đâu mà mặt buồn so hả? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè?
Điểm mạnh thì em không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, không lăng nhăng, có chí cầu tiến. Điểm yếu thì em cũng ít thể hiện cảm xúc á. Chứ cũng khi hay quên tên người khác. Rồi, mà biết chị là ai không? Dạ biết. Đừng quên nha. Dạ. Mình phải thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vui buồn gì mình phải hiện ra nét mặt người ta mới biết. Mặt lúc đầu cũng có một kiểu một, rồi trời ơi khó đoán lắm. Vậy người ta cũng ngại, ngại tiếp xúc, ngại gần, tại người ta nghĩ mình không ưa người ta, đúng không? Dạ. Đó, giống như chị nói em phải cười là chị mới biết em ưa chị mới có hứng làm mai cho em nè. Vậy mình làm ở công việc phòng tập đó lâu chưa? Dạ gần 4 năm rồi. 4 năm đó là phòng tập của gia đình hay là lớp ngoài? Phòng tập đó của gia đình. Bên của gia đình. Dạ. Rồi một em đang là người là chủ ở đó, ngồi coi ở đó. Dạ đúng. Trước khi làm phòng tập thì em làm công việc gì? Trước đó em làm trình dược viên. Trình dược viên? Dạ. Là sao? Là làm gì chị chưa hiểu? Là dạng như sale quán thuốc á chị. Nhân viên kinh doanh bên bán thuốc. Cái đó cũng ngon lắm mà sao tự nhiên bỏ nghề đó vậy? Dạ em đó em làm cũng 5-6 năm rồi, sau em thấy nó kiểu đi bán hàng nó cũng này nọ quá, em thấy thôi nghỉ. Vậy là làm phòng tập gym ngon hơn. Dạ. Ổn định hơn. Phòng mình lớn không em, có máy bao nhiêu máy móc ở trong? Dạ cũng cỡ 200 m² chị. 200 m² hết hồn, tưởng 200 cái máy, tôi hỏi bao nhiêu máy móc trong nó. 200 m². Rồi cảm ơn Cưng nha. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em hòa đồng cũng vui vẻ. Tự nhiên em quên mất. Rồi có gì đâu quên, con người mình có làm sao mình nói vậy chứ, có gì đâu quên, có phải học bài gì đâu quên nè. Rồi còn có điểm mạnh gì nữa không? Rồi điểm mạnh không nhớ, chắc khuyết điểm là nhớ nè. Thấy mình có khuyết điểm gì không? Có những cái gì mình cảm thấy mình chưa có tốt thôi. Em hay quên. Hay quên. Rồi. Em vụng về. Vụng về. Em rồi mình cũng quên luôn, mình hay quên cho nên mình quên luôn, mình không biết mình có khuyết điểm gì luôn, đúng không? Bây giờ em biết, em nhớ anh bên này tên gì không? Anh ấy nói nhỏ quá. Anh ấy nói nhỏ quá, đây là anh tên là Thanh Xuân. À dạ. Đó, bây giờ anh đang còn rất là thanh xuân, nhưng mà anh chỉ hơi bị ế chút xíu thôi. Dạ. Giờ em nói, em nghe tên của cổ chưa? Em cũng quên luôn. Hay quá, bây giờ tôi nhắc lại một lần, bây giờ mỗi người tự nói cái tên mình một lần. Đối phương nhớ nha. Rồi anh giới thiệu anh tên gì lại nè, bao nhiêu tuổi lại nè. Thì em tên Nguyễn Thanh Xuân, 32 tuổi. Nguyễn Thanh Xuân, 32 tuổi. Em? Em là Phan Thị Hòa, 29 tuổi. Phan Thị Hòa, 29 tuổi. Rồi, nhớ chưa? Dạ, rồi. Tên gì? Phan Thị Hòa. Nhiêu tuổi? Bên đây tên gì? Thanh Xuân. Nhiêu tuổi? 32. Rồi, chốt nha, không quên nha. Dạ. Rồi, thế bây giờ tình trường sao nè, Thanh Xuân? Dạ, em trải qua 3 mối tình chị. 3 mối tình? Dạ. Hết bà nó cái thanh xuân rồi. Một mối tình nào dài nhất, dài bao nhiêu? Em tình dài nhất cỡ 3 năm. 3 năm? Nó là mối tình nó hồi năm nào vậy, nhiêu tuổi vậy? Mối tình nó thời sinh viên chị. Thời sinh viên. Còn cái tình gần đây nhất? Tình gần đây nhất thì cũng cỡ 3 năm. 3 năm luôn? Rồi em có số 3 ha, 3 mối tình dài 3 năm, 3 mối tình 9 năm hẹn chi hết thanh xuân. Mà tại sao mối tình gần đây nè, hồi đó còn đi học thì có thể là mình còn trẻ đúng không? Dạ. Mối tình gần đây 3 năm mà lúc đó cũng lớn rồi. Cách đây bao nhiêu năm rồi, chia tay bao lâu rồi? 5 rưỡi rồi chị. 5 rưỡi là lúc đó cũng 30 rồi, trên 30. Thế tại sao vẫn không tiến tới được hôn nhân? Dạ cái này chắc là bị dính lời nguyền Đà Lạt hay sao? Dính lời nguyền Đà Lạt, chỉ cho chị nghe coi, chị mới đi Đà Lạt về coi chị có làm gì trên chợn mà bị dính lời nguyền không nè. Dạ, bạn nữ đi với nhóm bạn đi chơi, sau đó thì về rồi cái bạn ấy nói là anh bị mất người yêu rồi. Anh bị mất người yêu rồi. Bạn nữ đó đi chơi về, xong rồi nói, chủ động nói với em là anh bị mất người yêu rồi. Em có hỏi lý do không? À, lý do thì bạn có quen người khác. Bạn nó quen người khác ở trong chuyến đi du lịch ở Đà Lạt. Dạ đúng rồi. Tôi tưởng đâu là hai người có tới đó thề non hẹn biển gì, nơi cái địa điểm nào, mà cái địa điểm đó là ai đi tới đó chơi, cặp đôi nào tới đó chơi, cặp đó về gãy đổ. Thế ra là em không có đi rồi. Em cũng em cũng đi với bạn đó một lần rồi. Sau này bạn lần sau em không có đi. Ai biểu lần sau em không đi? Em không đi thì ta đi với người khác. Tại sao em không đi du lịch đợt em không đi với bạn em? Bận công việc. Đó, bận công việc. Lo ham công tiếc việc, lo cái phòng tập gym. Bỏ để bạn gái đi Đà Lạt một mình. Mà mọi người phải biết Đà Lạt là một cái nơi thơ mộng. Không khí thì nó lạnh lạnh. Đó, lúc đó người ta rất là dễ gọi là hứng tình, không? Cảm xúc người ta dâng trào. Thì bên cạnh có người thanh niên nào quan tâm chăm sóc đến người ta thì người ta đi luôn. Lỗi này là của do em rồi. Đợt cặp đôi đó làm sao rồi, tới đâu rồi? Hình như cưới rồi. Cưới rồi luôn. Trời, ta cao tay ẩn hơn em. Đi Đà Lạt về sao chia tay, tao đi Đà Lạt về tao cưới luôn. Nghe em sao, tình trường mình sao nè? Em trải qua một mối tình ấy. Một mối à? Dạ. Em với anh đó thì quen nhau trước là cũng phải gần một năm rồi. Quen nhau trong
bạn bè thôi ạ. Tức là quen biết với nhau khoảng độ 1 năm thì anh ấy tỏ tình. Quen độ khoảng được thời gian ngắn thì anh cứ hối cưới. Em cũng lúc đấy cũng chưa muốn cưới lắm. Là lúc đó là bao lâu rồi? Cách đây bao lâu rồi? À, khoảng 2-3 năm ngoái đấy. Mà quen nhau bao lâu thì anh ấy cầu hôn? 2-3 tháng thôi à. Trời ơi, cuộc đời gì mà lắm chuyện á. Nó oái âm. Cái anh thì quen hoài, không chịu cầu hôn. Bạn gái cũng bỏ. Cái cô này mới quen bạn được bạn trai cầu hôn, không chịu cũng bỏ người ta, là ý là dường sao? Ủa mà sao người ta cầu hôn mà không chịu vậy? Lúc đó cũng 27-28 tuổi rồi. Lúc đấy chưa có tìm hiểu sâu nhiều ý. Tức là mới chính thức quen nhau khoảng độ 2-3 tháng ra. Bọn em tuy là quen nhau 2-3 tháng thôi nhưng mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều lắm. Lý do tại sao gặp nhau, thời gian gặp nhau không nhiều? À, cái thời điểm đấy thì công việc của em cũng bận ý. À, em cũng đi công tác nhiều. À, thế em có hỏi ảnh là tại sao mà mình mới quen nhau cũng chưa có tìm hiểu nhau nhiều mà anh lại cầu hôn em không? Dạ, lúc đấy anh cũng khá nhiều tuổi nên là anh cũng quen là tự tiến tới luôn ý. Nhưng mà em có cảm xúc, có tình cảm, có tình yêu với anh đó không? Em cũng không sâu lắm đâu. Chỉ là mới bắt đầu quen nhau ấy. Đấy, lúc đấy em nghĩ là đó là mối tình đầu của em nên là mọi thứ của em, cảm xúc của em là hơi chậm ý. Giờ anh đó lấy vợ khác chưa? Dạ chưa. Thật ra em đâu phải em chưa quen anh đó. Em đã quen trước đó cả năm rồi. Rồi khi mà hai người bắt đầu hẹn hò yêu nhau là thêm 2-3 tháng nữa. Thì anh mới hỏi cưới em. Chị thấy gì cũng đâu có vội gì đâu. Có nghĩa là người ta cũng biết em rồi, biết cái gia đình, công việc, background của em rồi. Chắc là tại anh đó chưa phải gu em thôi. Rồi vậy giờ cho chị hỏi nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào để lấy làm chồng? Về ngoại hình thì cao độ 1m65 trở lên là được. Rồi, ok. Người đừng ốm quá, cũng đừng đừng quá quá vừa người. Dạ. Ok. Về tính cách thì biết chiều bạn gái. Chủ động trong mọi việc. Ba chủ động cầu hôn đó. Gì nữa nè? Biết dỗ dành bạn gái, tính em hay nhõng nhẽo. Trời ơi, nhõng nhẽo cũng vừa thôi. Giờ có phải 18 đôi mươi nữa đâu, bây giờ sắp băm 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 rồi. Có cái gì không thích ở người đàn ông không? Em không thích người đàn ông gia trưởng. Kiểu như là quan tâm nhưng mà quan tâm quá hay kiểm soát ấy ạ. Thích được quan tâm nhưng mà không thích kiểm soát. Dạ. Nghe tiêu chuẩn cổ cho em. Dạ rồi. Thấy sao? Đáp ứng được. Đáp ứng được là cổ nhõng nhẽo nè, cổ cần hê lên cái là phải có em quan tâm nè. Nhưng mà quan tâm thôi, còn cổ làm gì cũng làm nha, chứ kiểm soát chặt chẽ là gia trưởng mà. Không cho đi đó, không cho đi đây, không cho gặp người này, không cho gặp người kia, không cho làm việc này, không cho làm việc nọ là không có được nha. Dạ không, đó em thoải mái. Thoải mái phải không? Rồi, vậy cái mẫu người của em tìm là người như thế nào? Em tìm một mẫu bạn gái hiền lành. Hiền lành. Dạ, biết nấu ăn, vui vẻ, chăm lo gia đình vậy. Rồi, có cái gì không thích ở người phụ nữ không? Dạ, càm ràm. Càm ràm. Dạ. Chia buồn với em, phụ nữ nào cũng càm ràm hết. Chia dữ quá em sợ. Dữ quá là sợ. Dạ. Cô này dữ ngầm thôi. Có cái nhìn bề ngoài rất yểu điệu thục nữ nhưng mà dữ ngầm ở bên trong, mới hiểu không? Có hình ảnh gì không để chị coi? Dạ. Em có hình không? Lấy hình cho chị coi. Em có trong điện thoại. Rồi đưa điện thoại chị coi cũng được. Xác suất 25% cái gì? Rồi, xác suất 25%, ảnh nó chậm á. Xác suất này đông mà. Tìm đi. Khó gì, em đưa tấm hình em còn khó hơn nữa. Em nói là anh này. Nào. Bạn này, ủa sao tự nhiên đoán bạn ngồi gần mặt trai vậy? Mấy cô ngồi mình sao không đoán trời. Đó. Lý do tại sao chọn anh đó? Em cảm giác vậy thôi ạ. Rồi, cảm giác vậy thôi, giờ cứ cầm nó đi. Để chị mở cửa trái tim ra coi đúng không. Rồi, xin mời hai bạn nhìn về hướng trái tim của tôi để xem sự lựa chọn của mình ngày hôm nay đúng hay không nhé. Mở cửa trái tim. Sao? Đúng không em? Dạ, không rồi. Chết quá. Cả hai bạn đều sai. Thôi sai bét rồi. Thôi làm chị hợp đồng khác đi. Em không ơn. Chứ nó chưa giải quyết được vấn đề gì hết. Thôi quà gì nè, cho chị coi với coi, chị tò mò lắm em ơi. À, cuốn sách. Hạnh phúc tại tâm. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là gì? Dạ em cũng thấy hơi bất ngờ. Bất ngờ vụ gì? Em nghĩ là mình chọn đúng. Rồi trong người hiện giờ có cảm xúc gì không? Nhìn mặt đối phương chưa? Có cảm xúc gì không? Dạ thấy cũng thích thích. Dạ thấy cũng thích thích.
thấy cũng thích thích. Thế còn em, thì cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận đầu tiên của em là gì? Em thấy anh cũng nhìn có vẻ hiền với à, hình như hơi nhút nhát. Hiền, có vẻ hơi nhút nhát. Em nhìn cổ có hiền không? Dạ, em thấy cũng không hiền. Em thấy cũng không hiền. Vậy là chị nói đúng đúng không? Nhìn rất hiền nhưng không có hiền đâu. Ờ được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho các bạn ít thời gian để các bạn có thể trò chuyện với nhau 5 phút thôi nha. Rồi chị Tường sẽ quay trở lại. Bây giờ thì quý vị sẽ đến với phần ẩm thực nha, đến với những món ăn của nhà hàng Angkor. Và bây giờ thì các Tường xin mời các bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon, nhìn trang trí cũng rất là bắt mắt của nhà hàng Angkor. Đây là món cá hồi Na Uy nướng kèm rau xào, sốt teriyaki và rau mùi. Xin mời hai em cùng thưởng thức. Trời ơi, củ cà rốt nhìn hấp dẫn dễ sợ. Nhìn thấy cưng vậy sao nỡ ăn. Thôi nó chứ ăn đi, ăn ngon miệng, trò chuyện tự tin và vui vẻ. 5 phút nữa chị Tường quay lại, biết không? Rồi, xin mời hai bạn ngon miệng. Này, anh mời em. Dạ, em mời anh ạ. Nhà em là mấy anh chị em? Nhà em là có 4 anh chị em. Em là con thứ ba. Thứ ba, còn Út? Út là em trai em. Nhà anh thì có mấy người ạ? Ở nhà anh ba anh em trai. Ba anh em trai. Bên em mấy trai mấy gái? À, hai trai hai gái. Gái trai, gái trai. Rồi, ăn nha. Dạ. Công việc của anh thì như thế nào? Thì anh phòng tập ở nhà anh, nên anh quản lý ở nhà thôi. Anh coi. Thường thì thời gian của anh có linh động không ạ? Thường nó cố định. Cố định. Thường nó thì rảnh chủ nhật. À, anh rảnh. Em cũng vậy. Dạ, thường thì buổi tối các ngày trong tuần và thứ bảy chủ nhật. Đấy, em ở Tân Bình đúng không em? Dạ, anh ở Nhơn Trạch ạ? Ở. Ở Nhơn Trạch là anh đi từ hướng quận 2 sang đúng. Lên thành phố Hồ Chí Minh. Hai qua phà Cát Lái á. Qua phà Cát Lái là tới Nhơn Trạch. À. Anh có bạn bè gì ở trên thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Có ạ. Còn em làm việc ở đâu? Ở Tân Bình làm việc. Em làm việc ở Tân Bình luôn ạ. Ở Tân Bình luôn. Dạ, anh có hay lên Sài Gòn chơi không ạ? Cũng thỉnh thoảng, em thỉnh thoảng cuối tuần có đi. Em hay đi du lịch được không? Em ít đi du lịch lắm. Em đi hả? Chứ thường em thích làm gì? Em cũng không có sở thích gì đặc biệt. Thực ra em chỉ hay đi ăn uống hay là cà phê với bạn bè thôi. Có chơi thể thao gì không? Em có tập yoga thôi. Bình thường thời gian rảnh rỗi thì anh làm cái gì? Đừng rảnh, nếu sắp xếp được anh đi du lịch. À, anh thích đi khám phá hay là anh thích đi kiểu nghỉ dưỡng ạ? Anh đi kiểu đi tour nhiều. Thường thì trong nước hay là ngoài nước hay là... Nước ngoài anh mới đi có xin với Mã Lai. Thế em chưa đi nước ngoài bao giờ? Thường thì anh có phải là người chủ động không ạ? Cũng có nhưng mà ít. Ăn chưa? Trời ơi, ăn đi. Ôi, nói chuyện không ăn miếng nào, tao đồ ngon muốn chết luôn. Vậy mà tôi ra tao ăn đó hết dĩa rồi đó. Ăn đi, ngon không cưng? Dạ ngon ạ. Nè, thấy anh còn nhút nhát không? Nãy giờ có thêm được cảm xúc gì không? Hả? Dạ rồi, cũng để từ từ tìm hiểu thêm. Từ từ tìm hiểu thêm, thời gian ở đây nó ngắn gọn lắm. Bởi vì chị nói với em rồi là phải đánh nhanh rút gọn. Thời gian không có nhiều, bây giờ trước tiên đồ ăn ngon nè. Dạ ngon chị. Dạ ngon, thế nãy giờ có hỏi được gì chưa? Dạ có hỏi gì anh chị em gia đình. Anh chị em gia đình. Báo cho em biết là hôm nay đi có anh trai của cô cổ ngồi ngoài á. Bây giờ chị mời vô đây nha, gặp em nha, được không? Rồi mời anh trai vô trong à, anh trai của bạn gái. Rồi, hello em. Này, anh ruột hay sao cưng? Dạ, anh ruột. Anh ruột. Anh thứ mấy? À, anh thứ hai. Anh thứ hai là anh lớn nhất á hả? Dạ đúng ạ. À, anh thứ hai. Tại nhiều khi có nhiều ngoài miền Bắc là ta kêu là anh cả. Còn mình là anh hai. Em là thứ mấy? Em là thứ ba. À, là kế đó. Rồi còn hai người em nữa. À không. À, còn chị gái đầu. Đây là anh. Mới hỏi thứ hai là anh lớn nhất hả? Cũng ừ nữa. Thì con trai là anh lớn nhất nhà. Em còn chị gái nữa. À, rồi sau là còn một em trai, em gái. Em trai nữa. Nãy giờ em ngồi nghe câu chuyện của hai bạn trẻ này không? Dạ em cùng nghe. Bây giờ em có ý kiến gì không nè? Có ý kiến gì chia sẻ với em gái mình hay là với bạn trai này không? Đầu tiên thì em xin chia sẻ với mọi người về em gái với anh. Thì dùng hai từ để nói. Một là về tính cách thì khá rụt rè. Còn về gia đình là một người em biết quan tâm và có hiểu với cha mẹ. Còn công việc thì khá là giỏi trong việc quản lý. Về bạn nam thì ngoại hình thì khá là dễ nhìn và hiền. Còn đến về đây thì một chút thời gian này thì không thể nói lên vấn đề gì cả. Nhưng mà
mỗi người mà cảm thấy nó có một chút gì đó nó thiện cảm thì cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu thêm. Nhận xét ngoại hình thôi hả? Bây giờ không có nhận xét được gì thêm nữa hả? Về tình cách thì thực ra bạn ấy cũng khá chân thật đấy. Cách nói chuyện thì... Nói nữa là loại chân giả luôn á. Nói anh chào anh trai cái đi nè, biết đâu làm anh rể tương anh vợ chứ. Ủa anh vợ hay anh rể? Anh đi đâu thành anh vợ sao? Bây giờ trước khi mà mình ra ngoài theo dõi tiếp câu chuyện, chốt lại một câu, có nói gì với em gái mình không? Thì như em nói ban đầu thì 5 phút nói chuyện tôi chưa thể hiểu nhau được. Nhưng mà với cái nhìn ban đầu mà thấy có thiện cảm nhau thì nên cho nhau một cơ hội. Con quyết định vẫn là tự ở em đó, và hai bạn. Rồi, vậy ha, cảm ơn em. Rồi, hy vọng với những lời chia sẻ lúc nãy cũng có thể hỗ trợ thêm phần nào cho, đặc biệt là cho em ha, để mình đưa ra quyết định của mình. Thế giờ chị hỏi thêm nè, hồi nãy giờ mình có bàn với nhau về cái chuyện mà cái khoảng cách địa lý chưa? Bạn này ở Đồng Nai cách thành phố Hồ Chí Minh 30 cây số. Thế là mình hẹn hò như thế nào, công việc hai bạn ra làm sao, giờ giấc như thế nào, mình tính chưa? Em có hỏi giờ giấc của anh rồi. Anh nói sao? Thường thì anh sẽ rảnh vào chủ nhật. Ủa chủ nhật phòng gym đóng cửa hả? Dạ chủ nhật nghỉ chị. À, hai người quen nhau thì em nghĩ bao lâu mình sẽ thăm bạn gái được một lần, nếu như hai người bấm nút hẹn hò với nhau? Dạ một tuần đó là. Là một tuần là lên chủ nhật đó hả? Lên đi chơi cả ngày luôn phải không, rồi đi về phải không? Dạ. Phần gặp một lần thì đối với cái nhu cầu của em thì em thấy là ok không? Em nghĩ là thời gian đầu thì một tuần thì ok, còn nếu như mà quen mà cảm thấy mà tiến tới lâu dài hơn thì em mong muốn là anh sẽ dành thời gian nhiều cho em hơn. Thế rồi nhưng mà thí dụ đi, tại vì mình quen ai mình cũng tuổi này cũng lớn hết rồi, mình quen mình cũng tính cái hướng lâu dài. Dạ. Thí dụ như trường hợp tìm hiểu nhau là vài ba tháng, 5-6 tháng gì đó, thế họ mình tính tới chuyện hôn nhân đi. Dạ. Thì em có sẵn sàng đi về Đồng Nai ở làm dâu ở Đồng Nai không? Công việc của em hiện tại thì khá là ổn định ở Hồ Chí Minh. Ừ. Nên là em mong muốn người đấy sau này lập nghiệp ở Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì nó sẽ tùy thuộc vào tình cảm, nếu như mà tình cảm đủ lớn thì cũng có thể về được, không có vấn đề. Em á là cũng từ xứ khác tới thành phố Hồ Chí Minh chứ em cũng phải quê quán ở đó, thì nơi nào đất lành thì chim đậu. Nên chị nghĩ như vậy, chỗ nào mình làm ăn mình phát triển được cái sự nghiệp của mình, hoặc là nơi nào mà có tổ ấm, có tình yêu của mình thì mình đến. Rồi đó là ý của bên nhà nữ. Thế còn bên nhà nam, ví dụ như bây giờ bạn nữ chị muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mà tình yêu nó lớn, thì em có thể nào rời Đồng Nai lên lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được hay không? Dạ được, em nghĩ được. Rồi cái phòng tập ở nhà ai coi? Cái nó thể thuê người hoặc là sang bán lại cũng được chị. Rồi lên thành phố Hồ Chí Minh em làm gì? Em nghĩ em tiếp tục làm công việc đó, hoặc là làm bên dược cũng được. Mình có nghề mà đúng không? Vừa làm dược được, có thể mở phòng tập được, hoặc cũng có thể làm cả hai, miễn sao phát triển kinh tế. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tình yêu của hai bạn. Rồi, thế bây giờ để cho các bạn tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa, mình sẽ bắt đầu chơi chút xíu cái mini game nhỏ nhỏ nha, để xem mình có hiểu nhau hơn hay chưa. Rồi, mỗi người bóc một câu hỏi chương trình đưa ra, đọc lớn lên lại hỏi bạn gái. Bạn rất không thích người khác đụng đến điện thoại của bạn, thế nhưng có một lần từ ngoài bước vào thấy bạn trai đang cầm điện thoại của mình, bạn sẽ xử lý như thế nào? Rồi, em trả lời. Em sẽ hỏi trước là tại sao anh xem điện thoại sau lưng em. Thực ra thì em nói là không thích bạn trai kiểm soát, nhưng mà em rất là sẵn sàng cho bạn trai xem nếu mà bạn ấy muốn. Nhưng mà... Có lén như vậy thì em thấy như thế nào? Có lén thì em... Đó, rõ ràng là em không có thích. Dạ. Mà người ta, em vô em thấy bạn trai em đang giống như là có lén rồi. Em vừa bước ra ngoài và em chụp điện thoại coi, em bước vô nhìn mặt cặp cảnh đó, lúc đó em xử trí như thế nào? Em sẽ hỏi bạn trai là tại sao làm thế thôi. Được có giận không hay là rồi thôi? Tùy theo cái bạn trai đấy đáp lại em như thế nào nữa, chứ em cũng không phải là người... Có nghĩa là em không có cần gì phải bí mật phải không? Nếu như em có bạn trai thì em sẵn sàng chia sẻ. Bạn trai muốn xem em cho xem luôn. Dạ. Ồ. Thế còn em là như thế nào? Thí dụ như người ta coi điện thoại của em, thí dụ em có bạn gái thì em có sẵn sàng chia sẻ cái điện thoại của em cho bạn gái em xem không? Có gì, chuyện đó em cũng thoải mái. Dạ. Tình huống bạn gái gọi điện cho bạn và bạn nói đang ở nhà, thế nhưng cô ấy lại follow Instagram của người yêu cũ của bạn và thấy hình bạn chụp chung với người yêu cũ, bạn gái lấy bức hình đó gửi qua cho bạn, bạn xử lý thế nào? Em gọi điện cho anh. Thôi anh... em hỏi ảnh đó để anh trả lời đi. Nhưng mà anh nói với em là anh đang ở nhà. Nhưng mà, em sẽ chắc điện thoại ra thấy là của người yêu cũ của anh. Thấy là, thấy là... Đó. Là... Và em chụp bức hình đó gửi qua cho anh thì anh sẽ xử lý như thế nào? À, cái trong trường hợp đó, thí dụ có thể tấm hình đó đã chụp từ lâu rồi. Dạ. Bạn đó bị bây giờ mới đăng lên. Là em giải thích cho bạn gái em như vậy đó. Trong thực tế là em không có làm chuyện đó phải không? Em có khi nào mà đang quen bạn gái rồi mà còn đi kiếm bạn gái cũ không? Dạ không. Chắc không? Chắc thì.
Nãy em nói em còn nhớ bạn gái cũ mà. Ta bỏ mình cũng còn đau lòng lắm, đâu lúc nào đó là ngựa quen đường cũ. Rồi bên đây đang giận hờn gì đó hay là bộ được cái tự nhiên rồi ngoại tình chút xíu có không? Không có, không gì. Chắc không? Dạ chắc. Ví dụ như ảnh giải thích như vậy, bạn trai mình giải thích cho mình như vậy em có tin? Hình từ xưa. Ví dụ như tấm hình đó là em hiểu nó là xưa thiệt. Thì bạn trai mình giải thích hình đó là hình cũ rồi. Thì em tại vì bạn trai mình chụp mới cũ mình nhìn mình phải biết chứ. Đúng không? Thì thí dụ đúng cái hình đó là hình cũ. Thì em có giận bạn trai mình không? Thì em không giận nhưng mà em sẽ nói. Tại vì là nếu như mà người yêu cũ còn đăng cái hình lâu như vậy ấy, mà lên ấy, thì em sẽ nói với cả ảnh là sẽ nói chuyện với cả người yêu cũ hoặc là giải quyết như thế nào để em yên tâm. Chứ còn đúng rồi. Em sẽ không có quan tâm đến người yêu cũ đấy. Đúng rồi. Tại vì thứ nhất là tại sao cô đó còn đăng? Mình phải tìm họ rồi hiểu cái thông tin. Chứ đâu mấy ngày nay rù rì rú rí gì người ta mới moi ra người ta đăng. Còn nếu như mà do cô ấy tự động cổ đăng vì bản thân cổ, vì mục đích gì đó thì mình cũng không thể trách bạn trai mình được. Tại mình chia tay rồi, người ta muốn làm gì ta làm. Giờ đi kiếm người ta nữa thì cũng là vô lý. Trang ta muốn đăng gì ta đăng đúng không? Rồi, chị cho các bạn trả lời những câu hỏi như thế này để mình biết thêm về tính cách của cái người mình đang tìm hiểu thôi. Đây câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn này, không chơi game nữa nè. Giờ hai bạn nhìn nhau đi. Hiện tại giờ phút này em cảm nhận về người đối diện như thế nào và cảm xúc trong người em như thế nào? Em cảm nhận bạn nữ cũng dễ thương, có đôi mắt đẹp. Trong lòng em cảm thấy như thế nào? Bản thân em thì em có những suy nghĩ gì? Chương trình này thì mình chưa tìm hiểu hết được. Mình cần cho nhau cơ hội và tìm hiểu thêm. Nếu như mà em tìm kiếm được đúng một người vừa ý của mình thì em dự định bao giờ tiến tới không? Dạ, 1 đến 2 năm chị. 1 đến 2 năm. Còn em, với cuộc gặp mặt ngày hôm nay thì em có cảm nhận như thế nào? Em đang có hơi phân vân với anh ấy một xíu. Em có thể hỏi anh một xíu được không? Dạ, em cứ hỏi. Ngay từ đầu ý, chị Cát Tường cũng nói là trên mặt anh chỉ có một cảm xúc thôi. Bây giờ em mới thấy anh cười một xíu. Với cả là anh có thói quen nói chuyện không nhìn vào người khác lắm hay là do hôm nay không tự tin thôi? Anh nghĩ là một những ưu điểm anh biết lắng nghe người khác, nhưng mà quay phim nhiều khi áp lực xíu. Nắng mặt đối phương để chứng tỏ là mình tôn trọng, mình đang thuyết phục họ hoặc là mình đang lắng nghe họ nói. Còn đúng là khi em nói, khi mà mình nói chuyện mà mình không dám nhìn vào thì nó có nhiều cái lý do. Có thể một là do có thể là bình thường bạn nó cũng như vậy, còn hai là do vì hôm nay là mất tự tin tại vì đông quá, thật sự không phải ai cũng có thể ngồi nói chuyện trước nhiều máy quay như thế này. Và ngồi trước chị Tường thì nhiều khi nó cũng có áp lực. Nên có câu hỏi bạn gái đúng đó, qua điều đó chứng tỏ là bạn gái rất là để ý và rất là chi tiết. À, thế lại nãy giờ là chị đi là không có nhìn mặt bạn gái luôn á hả? Dạ có chị. Bây giờ nè, 30 giây dành cho hai bạn nhìn thẳng vào nhau, mỗi người dành cho nhau một câu. Rồi chúng ta quyết định dừng lại cuộc nói chuyện ở đây và đưa ra quyết định của mình. Em trai nói trước, nhìn thẳng mặt bạn gái. Anh nghĩ rằng anh và em mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đến với chương trình chúng ta chỉ có ít phút để trò chuyện với nhau thôi. Quan trọng là cảm xúc, vì đầu tiên đến với tình yêu nó phải có cảm xúc. Sau cảm xúc thì chúng ta mới sử dụng lý trí của mình để mà phán đoán. Giới thiệu là việc của Cát Tường, còn quyết định là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý chúng ta cứ lặng lẽ lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Và trái tim nó cùng sáng đẹp một lúc nha. Mời hai em qua đứng bên đây ạ. Như vậy là ngày hôm nay cặp đôi này đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Bây giờ thì họ có thể nắm tay nhau được rồi nhé. À, một cái nắm tay đầu tiên để có chút điện, chút cảm nhận về nhau nữa mới có đủ động lực để hẹn hò với nhau. Và đây chương trình gửi tặng cho các bạn những chiếc vé xem phim nhé. Đây là một cái địa điểm hẹn hò đầu tiên trước khi về Đồng Nai. Đưa bạn gái ra làm chiếc phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, xem phim rồi hẳn về. Và đây là món quà của chương trình dành để làm đẹp cho bạn ha. Cảm ơn cưng. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc hai em sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau.